khiến nhiều người dùng phẫn nộ vì bị coi thường sự thay đổi trên gian hàng trực tuyến của apple được phát hiện lần đầu tiên bởi những người dùng tại anh mỹ và úc khi nhiều người dùng vào tìm kiếm các sản phẩm của apple đã không còn nhìn thấy phần để đánh giá và nhận xét về các sản phẩm trên gian hàng trực tuyến của quả táo không chỉ không thể gửi đánh giá và nhận xét mới mà cả những nhận xét và đánh giá cũ của người dùng trước đây dành cho các sản phẩm cũng đã bị xóa bỏ hoàn toàn Phụ kiện chuyển đổi cổng Lightning sang rắc cắm phone 3,5mm đã từng bị đánh giá kém và nhận nhiều nhận xét tiêu cực từ phía người dùng trên gian hàng trực tuyến của Apple. Trước khi tính năng này bị loại bỏ, có vẻ như Apple mới chỉ loại bỏ tính năng đánh giá và nhận xét trên gian hàng trực tuyến của mình từ ngày 17 tháng 11. Và nhiều người dùng mới chỉ nhận ra được điều này trong thời gian gần đây. Hiện Apple chưa đưa ra bình luận gì về lý do loại bỏ mục đánh giá sản phẩm trên gian hàng của mình. Cũng như chưa rõ Apple có dự định trang bị lại tính năng này trong tương lai hay không.